Hello chào mọi người nha. Nay em Đức Vlog lên cho mọi người một con cúp EX100. Con này là đời 1988 nha mọi người. Màu nho nha. Xe này tình trạng máy zin, đồ zin còn rất là nhiều nha mọi người. Để em nổ máy cho mọi người nghe cái tiếng garanti nha. Cái tiếng bô thì em thích luôn nha mọi người. Máy là bảo đảm zin 100% nha. Cái bô của cúp EX thì cái tiêu nó nhỏ hơn cho nên nổ cái tiếng nó ấm hơn. Nổ cái tiếng nghe nhẹ hơn nha. Nó không giống như diêm thái thì nổ nghe tiếng nghe lớn hơn, giòn hơn. Mình thấy không, càng thắng cũng được. Tán sinh si zin mọi người. Zin này zin là 90 mấy phần trăm. Còn một vài chỗ không zin thì mọi người liên hệ em để em báo trực tiếp nha. Cùng kiết vàng nhựa là zin 100% nha mọi người. Vàng nhựa màu. Xe này kính đẹp nha mọi người, bô đẹp, đít đẹp. Cái đuôi quy nó có bạc màu một xíu nha. Nói chung là cũng còn tương đối tươm tất lắm nha mọi người. Xe này được cái là nó chỉ sản xuất 2 năm thôi, cho nên là cái số lượng xe nó cũng không có nhiều á. Nó chỉ sản xuất năm 88 với 89 thôi. Nó có hai màu, màu nho với lại màu xanh. Để em mở cái phần yên nghe cho mọi người tham khảo nha. Cái yên của cúp EX thì nó có cái đai ở giữa nha, diêm thái thì nó không có. Đế còn rất là đẹp nha mọi người. Mod zin zin nha. Nó có chạy một hai chỗ thôi, không thấy nó có xét nhẹ nhẹ nha. Thế là không thành vấn đề. Thùng xăng đẹp nha mọi người. Rồi, mọi người quan tâm thì liên hệ với em nha. Số điện thoại Campuchia nha, +855 978 68 5678. Rồi, em xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe.